Mừng đặng. Mừng đặng. Sao nhìn thấy thế nhỉ? Này mình biết dùng rồi em dùng 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 ào ào cái này thử chắc là được lá không biết được rồi. Nó có kỹ thuật chặt được nhưng mà thế là lần này nó quên mất kỹ thuật đấy này. Cắt giấy luôn được bất kỳ con da nào. Đây phải có tay người hết mới đứt được. Mình cố lên. Măng nhỏ như này đào về là cứ ở đấy thì cái này liệu là ban cha có ổn không? Thì cái đấy hả? Chắc cũng được, em hái những cái lá mà nó xa búp ấy. Không xa đâu. À, bữa này chọn là hai lá nhỏ. Càng xa càng nhỏ. Này ngồi cạnh nhau cái quả với cái vỏ đi chứ. Được làm được tập làm những cái này rất là sớm. Đây là đời sống của nó mà. Giáo dục ấy. Tự nhiên. Thế mới hay. Đi. Đi đi đi. Kinh gì. Ui trời. Ồ, được rồi. Cần giúp không? Cần giúp không? Chú lấy giúp cho. Từ sao chú lấy giúp cho. Không muốn lấy cái này không? Bản xa dập xa, Phi Yên ơi. Có khi phải... Đường vào nhà rất là hiểm nhờ. Thật nha cháu nhá. Rơi xuống biết bơi không? Hả? Biết chứ. Không biết bơi là nguy hiểm, lại đón em về à? Ừ. Biết chứ. Chết nhỉ, nguy hiểm quá. Thật nhá. Không sao, không mặc áo phao à? Không có áo phao à? Không có áo phao đâu. Không có áo phao á? Nguy hiểm nhỉ. Mà mới phải biết bơi chứ, có biết bơi không? Biết chứ. Ô, thế phải đi cẩn thận ạ. Vất vả nhỉ. Thế bây giờ sang nào lại kéo sang à? Kia đến đón phải không? Nó phải đến. Mình kia phải có người kéo chứ. Ha!
Chuẩn đấy nhỉ. À, ra đến đó kia lại phải kéo ra rồi, nó không trôi được nữa. Dòng dọc qua này. Chắc lũ trôi hết cầu vào nhà. Này hot rồi đấy bạn, hot rồi. Hả? Hả? Đúng không?